Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì thời gian qua với rất là nhiều các bác có hỏi bên em cái dòng mic AV Pro với HM3, một cái dòng mic đa năng model HM3 của AV Pro. Với cái dòng mic đa năng này thì có giá rất là rẻ các bác nhá. Giá chưa đến 1 triệu. Thì cũng một số bác là sử dụng cho những cái dàn karaoke gia đình với lại những cái chiếc loa kéo các bạn. Với sản phẩm này thì có thể sử dụng cho loa kéo rất là tiện, bởi vì cái dòng mic được thiết kế đa năng với cái đầu thu rất là nhỏ bé. Đấy, khi mà các bác sử dụng cái đầu thu này và lắp quả pin này vào thì các bác có thể cắm vào trên vang hoặc trên loa kéo rất là tiện. Với dây sạc đây thì các bác có thể cắm luôn vào những cái nguồn như thế này các bác, nguồn USB ở chiếc vang này là các bác có thể tự sạc được cho cái chiếc đầu thu này. Đấy, thì các bác có thể thấy với cái tay mic đây, giá rẻ nhưng mà được thiết kế cái tay mic cũng khá là đẹp và hát thì nó rất là nhẹ. Ở đây thì nằm trong cái phân khúc mà giá rất là bình dân để cho các bác sử dụng cho đa năng. Các bác có thể dùng cho loa kéo rồi dàn karaoke gia đình rất là thuận tiện. Thì bây giờ em sẽ ghép vào đây để em test chất âm cho các bác cảm nhận về chất âm về cái cặp mic AV Pro HM3 mà thời gian qua cũng rất nhiều quý vị và các bạn đã hỏi bên em, nhưng hết hàng. Thì vừa rồi bên em có về được một số các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em. Với giá 950.000 bao ship toàn quốc, các bác được sở hữu ngay một cặp mic chính hãng của AV. Vâng, và bây giờ thì như các bác thấy đây, em đã cắm cái đầu thu vào đây rất là tiện lợi các bác nhá. Và em sẽ test chất âm cho các bác cảm nhận chất âm hát rất là nhẹ. Nói chung là rất là phù hợp cho các bác trong cái mùa dịch này với giá rất là rẻ. Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Từ rời xa nhau, giữa những không còn mang tiếng nói. Chỉ là sâu, giữa trái đất ta còn biển đau. Tiếng của một đời đã sẽ chưa dẫu qua bao lâu. Tình với đậm sâu. Các bác có thể thấy là với cái giá tiền chưa đến 1 triệu mà các bác được sở hữu ngay một cái cặp mic không dây rất là tiện lợi đa năng. Các bác có thể sử dụng cho loa kéo hát rất là nhẹ các bác nhé. Vâng, và quý vị và các bạn vừa trải nghiệm
một đoạn karaoke với cái cặp mic AV Pro HM3, một cái dòng mic giá rẻ nhưng rất là hay. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em, với 950.000 đồng bao ship toàn quốc, quý vị được sở hữu ngay một cái bộ mic không dây đa năng, các bác có thể chơi trong mọi cái không gian các bác nhé. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.